Tuy nhiên, vẫn còn đó nỗi lo liên quan tới căn bệnh đậu mùa khỉ ở ngoài khu vực châu Phi. Mới đây, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo, đã có hơn 1.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại những quốc gia mà căn bệnh này không phải là bệnh đặc hữu. Điều này đã dấy lên lo ngại nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ trở nên phổ biến. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, trên thực tế đã có trên 1.400 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ trong năm nay ở châu Phi và 66 ca tử vong. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế lại chỉ chú ý tới bệnh đậu mùa khỉ khi căn bệnh này xuất hiện ở các nước thu nhập cao. Dù thừa nhận một thực tế rằng nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ trở nên phổ biến ở những khu vực nơi hiếm khi ghi nhận căn bệnh, song ông Ghebreyesus nhấn mạnh điều này có thể ngăn ngừa được vào thời điểm hiện nay. Trước đó, WHO cho biết ở những nước chưa từng xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ, đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Tuy nhiên, ở những nước mà đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu, số ca mắc và tử vong vẫn tiếp tục gia tăng. Các quốc gia mà đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu gồm Cameroon, Trung Phi, Cộng hòa Congo, Brazzaville, Cộng hòa Dân chủ Congo, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Gabon, Cote d'Ivoire và Ghana mới ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở động vật. Trong số 7 quốc gia đầu tiên được liệt kê, 66 ca tử vong do mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận trong 5 tháng đầu năm 2022. WHO đã triệu tập cuộc họp trực tuyến với trên 500 chuyên gia, 2.000 người tham gia thảo luận, chia sẻ kiến thức về bệnh đậu mùa khỉ cũng như các ưu tiên nghiên cứu. Giới chuyên gia nhấn mạnh, cần thiết phải tiến hành các nghiên cứu lâm sàng về vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ và phương pháp điều trị cũng như nghiên cứu về dịch tễ học và sự lây truyền của virus gây bệnh. Hiện tại các tổ chức y tế đã bắt tay và nỗ lực tìm ra nguyên nhân của bệnh đậu mùa khỉ. Với 66 ca tử vong do căn bệnh này, dễ dàng thấy được đậu mùa khỉ cũng là mối đe dọa không khác gì COVID-19. Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm nào, sau người dân cần hết sức chủ động nắm bắt thông tin, không chủ quan trong phòng dịch bệnh đậu mùa khỉ.